Ngày 24 tháng 10, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Thành phố Hồ Chí Minh đang phối hợp Công an huyện Hóc Môn khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera và lấy lời khai nhân chứng, người liên quan để làm rõ vụ nghi cướp. Vụ việc xảy ra tại chi nhánh Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín Sacombank trên đường Nguyễn Văn Bứa, huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh. Theo xác minh ban đầu, khoảng 10 giờ ngày 24 tháng 10, một thanh niên cầm vật giống súng tiến đến chỗ nhân viên bảo vệ của chi nhánh Sacombank uy hiếp. Sau đó, người này tiếp tục xông đến phía quầy giao dịch hâm dọa. Khoảng 3 phút sau, nam thanh niên rời khỏi phòng giao dịch và có đồng phạm chờ sẵn bên ngoài. Cả hai phóng ra đường và lưu thông về hướng đường Phan Văn Hớn, huyện Hóc Môn. Ngay sau vụ việc, nhân viên ngân hàng và các bảo vệ đóng cửa cuốn phòng giao dịch, rào phía trước và báo công an. Phía Sacombank cho biết đang kiểm kê thiệt hại tài sản, các thông tin liên quan sẽ công bố sau.